Chào mọi người, đây là câu chuyện của ngày hè nóng lực. Yêu nhau thì nên cách xa nhau ra một chút, bởi vì miền Bắc mấy hôm nay nó quá nóng. Điều hòa 21 độ, hai quạt bật, ba đứa vẫn nằm mỗi đứa một chỗ, không dính gì đến nhau. Và vẫn nghe thấy tiếng trâu thở, tiếng em ngáy như trâu thở. Đây là Pila, điệu vắt chân, di chuyển. Đây là Melsi. Đây là Melsi. Melsi thì lần này bầu nhiều con, cho nên là bụng của Melsi rất là to. Pila thì siêu âm thấy có ít bọc thôi, đều xác nhận là mang thai hết rồi. Còn đây là Siro. Siro thì được ăn ké theo cái chế độ của bà với mẹ, nên là Siro hơi thừa cân một chút. Bụng này là hơi mũm mĩm rồi, chứ không có phải là con gái thon thả rồi, nên là sẽ giảm ăn cho Siro nhé. Siro hơi mũm mĩm rồi đấy. Đây, bà cháu, ba bà con, mấy ngày bận mãi chăm đàn cho con của Loki với lại Sakuza, thì hôm nay mới lại quay video ba bà cháu được. Đây là Pila. Ánh mắt vô tội. Chuyên gia phá, chuyên gia tha đồ xuống để cho con và cháu cắn phá. Sau đấy thì coi như là mình vô tội, bởi vì mình chỉ tha xuống chứ mình không phá. Nói đúng rồi thì là bắt đầu là nằm đánh chống lảng, có đúng không? Có phải Pila chuyên tha đồ xuống cho con với lại cháu phá không? Không, là sau đấy là Pila vô tội, bởi vì Pila không phá, có phải không? Chỉ có con với cháu Pila phá thôi, đúng không? Cấm cãi. Bởi vì là anh đã lắp camera ở đây rồi, anh xoay được hết. Làm sao mà có thể thoát tội được khi mà tha xuống. Melsi ở với cùng với mẹ thì Melsi lại làm con ngoan. Khi mà chỉ có Melsi và Siro thì Melsi làm mẹ, thì Melsi rất là bá đạo đấy. Nhưng mà khi mà ở cùng với mẹ Pila nữa thì Melsi lại vừa làm mẹ vừa làm con, cho nên là có cái gì là mẹ Pila xử lý hết. Mẹ Pila làm đại ca đầu tiêu hết mọi thể loại nghịch ngợm. Còn Siro thì ở với mẹ với bà thì được chiều. Siro là chuyên phá. Khi một cái gì đấy mà hỏng, hỏi đứa nào phá đây thì Siro là đứa đầu tiên chạy vào trong chuồng. Bởi vì luôn luôn Siro có phần, chẳng có bao giờ Siro không có phần tham gia cả. Nói đến thì Siro đánh trúng lảng, Siro quay đi. Melsi ngoan nhất nha. Rồi Si ngoan quá. Si ngoan quá đi thôi. Si là ngáy to nhất trong ba đứa, bởi vì Si bầu bụng to, Si mệt. Si ngáy rất là to. Si bầu nhiều con lắm mà không siêu âm tầm này thì không có đếm được rồi. Bởi vì thai nó to rồi. Lúc trước thì kiểm tra sau phối thì kiểm tra test máu là đã biết là Si mang bầu rồi. Nhưng mà khi ấy là test máu thì chỉ xác nhận được mang bầu hay không thôi, chứ không có soi được thai. Thế là mấy hôm nay thì mới đi
siêu âm để mà kiểm tra xem là cái thai nó phát triển như thế nào. Thì thai to rồi, không đếm được mà cũng không cần đếm. Siêu âm chúng nó để mà xem thai nó có khỏe hay không thôi. Chứ cũng chẳng cần biết là nó là bao nhiêu thai đâu, bao nhiêu thai cũng được. Quan trọng là khỏe là được. Đây, bụng của Messi thì hôm nay bụng to lắm rồi. Nầm sữa của Messi thì chưa có dậy bằng nầm sữa của Pila, nhưng bụng của Messi thì lại to hơn bụng của Pila. Đây bụng Pila này, bụng Pila này, bụng 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 Messi còn to hơn, Messi to hơn bụng Pila, nhưng nầm sữa của Pila thì xuống hơn. Lần này là hai mẹ con cùng đẻ, lần cuối cùng của Pila và lần thứ hai của Messi. Hy vọng là lần này sẽ thêm được mấy đàn em của Siro nữa. Siro sẽ có thêm đứa em. Với cái đàn này của Pila thì thực sự mà nói là cũng cứ chờ đợi thôi, chứ không có đặt cái hy vọng nhiều vào cái Pila, bởi vì là Pila là hai lần trước là Pila đều bị bầu rồi tiêu thai rồi, nó sau một cái đợt sảy thai vì đánh nhau với Dakota thì nó thay đổi cái hormone ở trong cơ thể, cứ bầu đến khoảng tầm bốn mấy 50 ngày thì nó lại bắt đầu nó dần dần bụng nó bé dần tiêu thai. Lần này thì thấy bụng cũng đều đều đấy, còn không biết là có kiếm được xem đứa em nào của Melsi không, thì sẽ cho chúng nó ở cùng nhà đấy, con cháu em, bởi vì Pila là mang cái nguồn gen cho Đức. Thực sự mà nói là đối với trại mình thì mình đánh giá cực kỳ cao, nên thành ra là cũng có hy vọng, nhưng mà chỉ dám hy vọng một chút thôi, không có hy vọng nhiều. Đối cho sinh sản nó khó lắm, nó không có đơn giản. Thôi Messi chào mọi người đi, hôm nay nói chuyện thế thôi. Mùa hè nóng bức thì là mọi người để ý chó nhé, đừng để nắng chiếu vào, nguy cơ sốc nhiệt cao.